khán giả có nick Facebook là biết nhiều hỏi nhiều, các câu hỏi là: em chào thầy, thầy cho em hỏi nguyên nhân và cách khắc phục bệnh E. coli và bại huyết trên vịt. À vâng, hiện tượng E. coli cũng như là cái bại huyết ở trên vịt thì nó ảnh hưởng rất lớn đối với cái chăn nuôi vịt. Mà nếu mà không biết được cách khắc phục thì việc mà chăn nuôi, hay nói một cái khác là nó ảnh hưởng rất lớn tới cái kinh tế trong quá trình mà chăn nuôi vịt, và nó làm cho vịt chết với cái tỷ lệ rất là cao. Thế vậy thì trên thực tế là cái bại huyết và E. coli thường là ghép với nhau, và nó thường ghép với bệnh dịch tả vịt. Vì vậy mà trong một số trường hợp thì một số bà con chỉ điều trị một cái nguyên nhân, đó là dịch tả vịt, thì nó cũng bệnh cũng còn không khỏi, hoặc là chỉ điều trị E. coli cũng như là bại huyết của vịt thì cái hiệu quả điều trị nó cũng không cao. Cho nên để mà khắc phục được thì cần phải tiến hành điều trị một cách tổng hợp, hay nói khác là phải có cái biện pháp điều trị phối hợp. Thế cụ thể ở đây đầu tiên anh cần phải dùng cái kháng thể nhé, kháng thể ngăn vịt hay là kháng thể dịch tả vịt, tiêm cho toàn bộ đàn vịt liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm và tiêm liên tục 3 ngày liền. Song song và đồng thời với việc mà tiêm kháng thể dịch tả vịt cho toàn bộ đàn vịt thì anh cũng như bà con cần phải đồng thời tác động thuốc để mà tiêu diệt cái E. coli hoặc là cái vi khuẩn mà gây nên cái hiện tượng bại huyết. Thì trên thực tế người ta thường là phối hợp như sau. Thứ nhất là dùng amốc, thì amốc có thể là amốc 50 hoặc là amốc 75 trộn cho ăn vào buổi sáng, còn buổi chiều thì có thể là dùng colistin nhé, buổi chiều dùng colistin hoặc có thể là dùng ampicolit hoặc là ampicoli hoặc là enzoflox cho vịt ăn, hoặc là có thể là uống. Thì đối với những trường hợp mà bệnh nặng thì cần dùng có thể là dùng Ceftifur hay là những chế phẩm có Ceftifur, ví dụ như là Biosep hoặc là Cep 5.0 để mà tiêm cho vịt liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm. Thế thì trong trường hợp mà tiêm Ceftifur chỉ tiêm 1 cho tới 2 ngày thì đấy là ý việc là dùng kháng thể và đồng thời là dùng thuốc đặc trị đối với E. coli cũng như là điều trị đối với khuẩn gây bệnh bại huyết. Và sau 3 ngày dùng kháng thể nhá, sau 3 ngày dùng kháng thể dịch tả vịt thì sử dụng vaccine dịch tả vịt tiêm cho toàn bộ đàn vịt với liều gấp 2 lần so với liều điều trị, đối với liều tiêm phòng. Tôi lấy ví dụ như là một ống vaccine hoặc một lọ vaccine, người ta chỉ dẫn là phòng cho 1.000 con vịt, thì trong trường hợp này là chúng ta chỉ dùng cho 500 con, tức là tiêm cho 500 con thôi chứ không phải là cho cả 1.000 con, thì đấy là với liều gấp đôi. Và đồng thời, và nhớ này, cái việc mà sử dụng cái vaccine này với liều gấp đôi là chỉ dùng có một lần thôi nhá, chỉ dùng một lần, và đồng thời phải dùng thuốc để mà trợ sức trợ lực và làm cho con vịt nhanh chóng được hồi phục. Cụ thể là dùng glucocase thảo dược kết hợp với
vitamin ADE và kết hợp với vitamin tổng hợp và kết hợp với thuốc giải độc gan thận cho con vịt uống liên tục từ 10 đến 15 ngày, và cùng với việc sử dụng men tiêu hóa để tăng cường cái quá trình tiêu hóa hấp thu và điều chỉnh lại cái hệ vi sinh vật trong đường ruột. Và với cái phác đồ mà chúng tôi nêu ở trên thì sẽ khắc phục được cái hiện tượng E. coli cũng như là cái hiện tượng bại huyết, và cùng với việc mà bệnh dịch tả vịt với cái hiệu quả cao.